Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ dự khởi công nhà ở cho 25 hộ nghèo tại khu vực 2, khu dân cư phía Bắc Hương Sơn. Nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống và đối phó với dịch bệnh H5N1. Trung tâm hành chính công tỉnh chủ động mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 2. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến dự khởi công nhà ở cho 25 hộ nghèo tại khu vực 2, khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, nằm trong đề án di dời dân cư khỏi khu vực 1 kinh thành Huế. Với chính sách hỗ trợ nhà ở cho cả hộ nghèo theo hình thức chìa khóa trao tay, 25 hộ nghèo thuộc diện di dời sẽ được nhà nước xây dựng nhà ở theo kiểu mẫu với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng một nhà. Đây là số tiền bồi thường hỗ trợ cho cả hộ nghèo và cả nguồn đóng góp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng như các nhà hảo tâm tài trợ trong và ngoài tỉnh. Dự kiến giữa tháng 6 năm 2020, 25 nhà ở cho hộ nghèo sẽ hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân chuyển đến sinh sống. Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhận mạnh, đây là một dự án lớn của tỉnh nên rất cần sự quyết tâm hơn nữa của người dân và chính quyền để sớm xây dựng một khu dân cư mới kiểu mẫu để người dân an cư lập nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chất lượng để 25 hộ nghèo khu vực Thượng Thành sớm có nơi ở mới và tạo mọi điều kiện tối đa để người dân xây dựng nhà ở. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác bàn giao mặt bằng khu vực Thượng Thành Huế và động viên người dân trước khi rời nơi ở cũ đến tái định cư ở nơi ở mới. Trong năm 2020, tại khu đô thị mới An Vân Dương có thêm hai dự án công trình trọng điểm sẽ hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần tạo ra diện mạo mới cho khu đô thị nói riêng và đô thị Huế nói chung, đó là công trình khu hành chính tập trung tỉnh và khu đô thị mới The Manor Ground. Theo báo cáo của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, công trình hành chính tập trung tỉnh được xây dựng tại khu A, đô thị An Vân Dương, hiện đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để tiến hành chuyển một số sở ban ngành đến làm việc vào tháng 8 tới đây. Công trình khu hành chính tập trung tỉnh có quy mô diện tích khoảng 25.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Công trình gồm hai giai đoạn. Hiện giai đoạn 1 đã được triển khai xây dựng từ tháng 8 năm 2018 với mức đầu tư 150 tỷ đồng với khai khổ nhà để chuyển 7 đơn vị về làm việc trong tháng 8 tới đây là Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế. Hiện giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành phần xây lắp, cả đơn vị thi công đang hoàn thiện nội thất tòa nhà và lắp đặt thiết bị để đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, lẽ ra giai đoạn 1 sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, do có thay đổi trong việc thực hiện theo đề án xây dựng tòa nhà thông minh nên công trình chậm đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra của tỉnh. Sau một thời gian thi công, dự án The Manor Ground Huế tại khu đô thị mới An Vân Dương đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 5 năm 2020, tạo ra một điểm nhấn mới cho bộ mặt đô thị Huế. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án là khối thấp tầng gồm 67 căn nhà phố thương mại, shop house và 24 căn biệt thự song lập đã hoàn thành. Tất cả các căn nhà đã được bàn giao cho khách về sinh sống. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng trong khu đô thị như cảnh quan, cây xanh, khu công viên công cộng. Còn giai đoạn 2 của dự án là khối phức hợp cao tầng The Manor Ground Tower đã được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cuối cùng để chính thức đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong tháng 5 năm 2020. Theo đó, hiện nay 50 căn shop house chủ đầu tư đã bàn giao 100% để người dân hoàn thiện, còn 184 căn hộ cao tầng đã bàn giao được 60% và sẽ hoàn thành công tác bàn giao vào cuối tháng 2. Người dân đang hoàn thiện nội thất các căn hộ để sử dụng. Ngoài ra, chủ đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như hồ bơi bốn mùa, tầng hầm, tầng dịch vụ thương mại, khu vui chơi giải trí. Dự án The Manor Ground Huế đi vào hoạt động sẽ là điểm nhấn không chỉ cho khu đô thị mới An Vân Dương mà còn làm bộ mặt đô thị Huế năng động hơn, góp phần định hướng và thúc đẩy phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục là những tin tức kinh tế. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp dệt may, sản xuất bia. Hầu hết các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh sử dụng nguyên phụ liệu của Trung Quốc, trung bình từ 50 đến 90%. Cụ thể, một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú, Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phát 80 đến 90%, Công ty Cổ phần Dệt may Huế khoảng 30 đến 50%, Công ty Scavi khoảng 40%, Công ty HBI khoảng 7%.
Hiện nay các doanh nghiệp đã nhập đủ nguyên phụ liệu để sản xuất đến hết tháng 2 và đầu tháng 3. Do đó, trường hợp không nhập được nguyên phụ liệu thì đến khoảng cuối tháng 3 các doanh nghiệp may sẽ gặp khó khăn về thiếu nguyên phụ liệu để phục vụ sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công cho đối tác nước ngoài và các đối tác chỉ định đơn vị cung cấp nguyên liệu. Vì vậy, các doanh nghiệp bị động trong việc chuyển đổi nhập khẩu nguyên phụ liệu các nước khác ngoài Trung Quốc. Do đó, ngành dệt may tỉnh sẽ bị ảnh hưởng đến sản xuất trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sản lượng sản xuất bia trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 ước đạt 11,9 triệu lít, giảm 6,3% so với tháng trước, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 24,63 triệu lít, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Mặc dù sản lượng sản xuất có tăng nhẹ, nhưng tình hình tiêu thụ bia 2 tháng đầu năm 2020 bị giảm mạnh. Sản lượng tiêu thụ thực tế tại thị trường ước giảm khoảng 35% do tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch corona, các lễ hội lớn đầu năm bị hủy bỏ, đồng thời tâm lý e ngại hạn chế tụ tập đám đông nên nhu cầu sử dụng bia bị giảm mạnh. Dự kiến tình hình sản xuất tiêu thụ bia sẽ gặp khó khăn và bị giảm mạnh trong thời gian tới. Kế hoạch sản xuất của công ty năm 2020 là 233 triệu lít, giảm 7% so với năm 2019. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nếu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học sẽ rất khó khăn trong thực hiện chương trình giáo dục đào tạo. Hiện Bộ đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 2 tháng 3 tới đây. Thời gian qua, các trường học đã tiến hành các biện pháp phòng dịch cần thiết, tiêu độc khử trùng nhiều lần. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các quy trình kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo người học đến trường an toàn. Theo quy định, chỉ địa phương có dịch mới được cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học thì sẽ rất khó khăn thực hiện chương trình giáo dục đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sắp xếp phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 tới. Trên cơ sở xem xét phân tích điều kiện thực tiễn, công tác phòng chống dịch, các điều kiện về y tế và kinh nghiệm các nước, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đồng tình và đề xuất cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3. Thông tin từ lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi họp báo thường kỳ cho biết, tính đến 16 giờ ngày 21 tháng 2, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có ca bệnh nào dương tính với dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới COVID-19. Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Báo cáo tại họp báo, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay có 206 trường hợp bị cách ly, giám sát trong cộng đồng theo quy định vì đi qua vùng dịch, chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế rất quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên nhiều lĩnh vực và nhiều nội dung. Đó là tăng cường giám sát chặt chẽ hành khách tại các cảng, cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ vùng dịch. Tỉnh đã cấp phát 189.200 khẩu trang cho các đơn vị trong toàn tỉnh. Tiếp tục cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đã phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường cho 1.563 lượt tại các trường học và cơ quan, 218 lượt chợ, nhà ga. Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình dịch cúm gia cầm đang bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp ở một số địa phương, trong những ngày qua, nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống và đối phó với dịch bệnh. Trang trại gà ông Lê Văn Dũng nằm ở vùng Cô Đôi, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, với quy mô chăn 25.000 con một năm, bình quân từ 8.000 đến 10.000 con gà thịt một lứa, 3.000 đến 4.000 gà giống một năm. Mỗi năm ấp nở khoảng từ 3.000 đến 4.000 gà giống, doanh thu hơn 3,2 tỷ đồng một năm. Mặc dù trang trại chăn nuôi khép kín được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh từ năm 2015, thế nhưng trước tình hình dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở một số địa phương, chủ trang trại này đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hàng năm chúng tôi phải làm theo đúng định kỳ của kỹ thuật mà bên chi cục họ hướng dẫn cho. Gà mà cỡ 5 ngày tuổi thì chúng tôi đã làm dịch tạ, nếu cái sơn có 13 ngày là chúng tôi đã làm gâm. Qua 15-17 ngày là chúng tôi sẽ làm cấm H5N1. Còn đó là cái vaccine, còn cái phê khảo sát trong thì chúng tôi làm theo định kỳ một tuần làm 2 đợt vào ngày thứ năm và chủ nhật. Mà đặc biệt giống như hiện nay thì cấm, tôi có nghe thông tin là ở Bắc hoặc trong Nam đã phong phao là bị cấm, thì chúng tôi tăng cường lên cái sạc trong bơm lên là một tuần ba đợt chứ không phải là hai nữa. Trang trại chúng tôi không phải là đợi đến các cái dịch bùng phát bắt đầu thì có những biện pháp xử lý để chống dịch, nhưng bình thường thì tính theo định kỳ cũng tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, bằng ăn bằng uống
cho ăn gà ăn uống đầy đủ, thức ăn cũng như là các chất bổ trợ, cho nên tạo sức đề kháng rất tốt cho gà một cách tự nhiên. Cùng với tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, lực lượng chức năng còn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất nhập, xác định nguồn gốc con giống từ các nơi nhập về để phát triển chăn nuôi. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Thủy cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh xảy ra, như là thứ nhất là gia cầm nhập về là rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu nhập ngoài tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thứ hai là tiến hành tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ theo đúng định kỳ của quy định ngành thú y. Thứ ba là trong thời gian chăn nuôi, muốn nhà chăn nuôi thì phải khai báo với chính quyền địa phương. Thứ tư là muốn giết mổ gia cầm thì phải đem về lò mổ tập trung theo đúng quy định ngành thú y nhằm hạn chế và phòng chống dịch bệnh xảy ra. Thừa Thiên Huế hiện có tổng đàn gia cầm khoảng 4 triệu con, tăng 8%, trong đó tổng đàn gà có 3,2 triệu con. Chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn nuôi gà hiện nay gặp khá nhiều thuận lợi do đạt hiệu quả khá cao nhờ giá thịt gà hơi giữ mức ổn định. Công tác tiêm phòng, vệ sinh môi trường chăn nuôi được chủ trọng nên dịch bệnh không xảy ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 36 trại gia cầm với doanh thu mỗi trại hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên. Vì vậy, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm tại các trang trại là yêu cầu hết sức cấp bách, quan trọng đã đặt ra cho các chủ trang trại, chính quyền địa phương các cấp và ngành chăn nuôi. Đề nghị tất cả là các cái hộ chăn nuôi gia cầm trong giai đoạn hiện nay là tổ chức cái vấn đề là tiêm phòng vaccine. Chúng tôi thấy là cái vaccine là phải nói là nó khác với một số bệnh khác, là có vaccine thì chúng ta phải có cái chủ động phòng, tức là chúng ta phải phòng bệnh vào những lúc là chưa có dịch, và như vậy thì chủ động từ các cái trang trại, từ các cái hộ chăn nuôi có gia cầm chủ động có cái vaccine để nó có miễn dịch trong cơ thể của gia cầm. Cùng với việc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, chính quyền địa phương các cấp cần phối hợp tăng cường lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Thì chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học gần với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh là vấn đề được ngành chăn nuôi thú y khuyến khích hiện nay. Đây chính là những giải pháp hiệu quả để góp phần nhằm ngăn chặn tình hình dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn. Trường Đại học Khoa học vừa phù hợp với Đại học Kyoto Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế tính bền vững của nhà cộng đồng trong bối cảnh hiện đại. Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, việc phục dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của nhà cộng đồng truyền thống cần được quan tâm, nghiên cứu kỹ. Đơn cử từ dự án phục dựng nhà cộng đồng truyền thống thôn AK, xã Thường Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chuyên gia cho rằng có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, phục dựng nhà cần phải dựa vào cộng đồng, công tác chuẩn bị cần kỹ lưỡng, cần có sự ủng hộ phê duyệt của chính quyền địa phương. Các chuyên gia có vai trò quan trọng góp phần vào sự thành công của dự án, có kiến thức và tư vấn kịp thời để dự án có thể đạt được mục tiêu đề ra. Một điểm mấu chốt để bảo tồn nhà sinh hoạt cộng đồng là cần phải có một định hướng lâu dài, nhưng quan trọng nhất là phải tham vấn ý kiến của người dân để người dân làm chủ thể trong việc phục dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng một chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động là mục tiêu mà Trung tâm Hành chính công tỉnh đặt ra và thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu này, Trung tâm chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính. Hôm nay do có hồ sơ thủ tục của doanh nghiệp cần giải quyết, anh Trần Minh Đức, chủ một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế lại đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với sự hướng dẫn nhiệt tình cùng thái độ niềm nở từ nhân viên của trung tâm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh Đức đã nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục cần thiết mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chúng tôi thấy rằng là bây giờ cách mạng công nghiệp 4.0 đưa cả công nghệ, ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong việc phát triển và làm các thủ tục liên quan là một việc cần thiết. Thậm chí sau này, góc độ doanh nghiệp chúng tôi có đề xuất là có thể chúng ta xây dựng các cái app và các doanh nghiệp người dân thông qua các cái app và từ cái hồ sơ đó thì sẽ chuyển tải các thông tin hồ sơ, cái tiến độ thông tin là được thực hiện theo cái tiến độ trên điện thoại và có thể xem trực tiếp trên điện thoại luôn. Với sự gia tăng của các hoạt động dịch vụ công trực tuyến cũng như hoạt động hiệu quả của dịch vụ bưu chính công ít tại đây, người dân hiện có thể không phải đến trung tâm này để làm thủ tục. Cái này là nó có 3 cái lợi ích cơ bản đối với cơ quan nhà nước, thì góp phần vào việc là các hành chính thì người dân hạn chế đến các cái trung tâm hành chính công mà có thể ở nhà đăng ký sử dụng các dịch vụ trực tuyến mức độ 3-4 và đăng ký những kết quả
tại nhà thông qua bưu chính công ích là đối với bưu điện thì là phát huy được mạng lưới là rộng khắp của mình trên 152 xã phường thị trấn. Trung tâm hành chính công đã góp phần tập trung một đầu mối tiếp nhận, giải quyết, cung cấp thông tin dịch vụ về các thủ tục hành chính cho người dân thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, cổng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2, 71,6% dịch vụ công mức độ 3, 31% dịch vụ công mức độ 4. Các hoạt động này được triển khai trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, sử dụng thống nhất, đơn giản, hiệu quả. Tất cả các quy trình được thực hiện thông qua môi trường mạng. Các dịch vụ hành chính công được giám sát thông qua Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra thì ở Huế cũng có thêm một về mặt kỹ thuật, là có một cái thuận lợi thêm là về mặt cái hạ tầng. Cũng phải nhiều địa phương có được một cái trung tâm điều hành đô thị thông minh, cái trung tâm mới đảm bảo về cái hạ tầng về mặt lưu trữ dữ liệu vận hành các hệ thống. Thì Thừa Thiên Huế cũng đã, trong thời gian qua cũng đã xây dựng được và đã khẳng định được là mà hệ thống đó đã vận hành ổn định. Ngoài ra thì về mặt cũng về mặt kỹ thuật nữa thì ở Huế lại cũng có một thuận lợi là có cái đội ngũ công nghệ thông tin để phục vụ, luôn sẵn sàng để phục vụ xây dựng cả ứng dụng cho các cái cơ quan nhà nước. Và cái đội ngũ này cũng đủ mạnh để có thể đáp ứng được các cái hệ thống, có thể điều chỉnh, có thể là xây dựng, cũng có thể tùy biến cho nó phù hợp với cái nhu cầu của địa phương. Thông qua quá trình triển khai chính quyền điện tử, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dịch vụ công trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã. Và tất cả quy trình xử lý đều đã được thực hiện tiêu hóa. Do vậy mà phía trung tâm đã áp dụng công nghệ để tự động giám sát quá trình xử lý dịch vụ công của các cơ quan. Thông qua đó phát hiện các cái vấn đề vi phạm như là nhận ngoài thành phần hồ sơ, xử lý hồ sơ chậm, nội dung hướng dẫn không rõ ràng và quả hàng không xin lỗi vân vân. Thì thông qua đó trung tâm nhận diện các vấn đề vi phạm và sẽ chuyển cho các cái cơ quan có liên quan để có phương án xử lý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong thời gian đến. Đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hệ thống hóa bộ thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý chuyên ngành ở các cấp các ngành. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa liên thông được rà soát, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Chúng tôi hiện tại đang cho đánh giá về cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên cả bộ phương diện. Có nghĩa là trên các cái danh mục hồ sơ thủ tục hành chính, cái trang phần mềm của lãnh đạo tỉnh, của ủy ban tỉnh và cái trang của trung tâm hành chính công và đánh giá qua tin nhắn, mạng xã hội, Zalo để chúng tôi có cái sự điều chỉnh kịp thời đối với các cái cán bộ làm việc ở đây. Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã đạt được những kết quả ấn tượng, đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính năm 2017, giải nhất hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nhiều năm liền. Trang thông tin điều hành tác nghiệp đặc giả Sao Khuê, công trình ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào sách vàng sáng tạo Việt Nam. Trong thời gian tới, các thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục được quy trình hóa theo quy chuẩn ISO 9001-2015, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân được tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu, nên thời tiết ở Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 28 độ, ban đêm từ 17 đến 19 độ, độ ẩm từ 78 đến 82%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà 18 đến 27 độ. Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 19 đến 28 độ, thành phố Huế 17 đến 27 độ, A Lưới 16 đến 23 độ, Nam Đông 19 đến 28 độ. Trên thực biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.